Người Việt xuống đường đua xe để mừng đội túc cầu thắng Mã Lai. Đêm Chủ nhật rạng sáng ngày thứ Hai 8 tháng 12 2014 vừa qua, hàng ngàn người dân Sài Gòn đã đổ ra đường để mừng chiến thắng của đội tuyển túc cầu Việt Nam trước đội Mã Lai tại giải bóng tròn AFF 2014. Báo mạng Vietnamnet cho hay rằng hàng trăm thanh thiếu niên đã tụ tập tại nhiều khu vực ở quận Nhất và quận Năm, reo hò làm tắc nghẽn giao thông, buộc Công an Cộng sản Việt Nam phong tỏa một số con đường chính tại trung tâm Sài Gòn. Cuộc đối đầu diễn ra trong vòng 15 phút tại góc đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Biểu, một trong những địa điểm tụ họp của hàng trăm người định tụ tập đua xe, chỉ chấm dứt khi đám đông giải tán. Một ngày trước đó, thì các phương tiện truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin đã xảy ra cuộc xung đột giữa hai nhóm cổ động viên người Việt và người Mã Lai xảy ra tại vận động trường Shah Alam ở Mã Lai, làm cho một người Việt Nam bị thương. Trong trận đấu này, thì đội túc cầu Việt Nam giành chiến thắng trước Mã Lai với tỷ số là 2-1. Tuy đã bị dẫn trước trong hiệp 1, hào hứng trước chiến thắng trên, hàng trăm cư dân Sài Gòn đã kéo đến phi trường Tân Sơn Nhất trưa ngày 8 tháng 12 để chào đón đội tuyển túc cầu Việt Nam từ Mã Lai trở về quá cảnh tại đây trước khi đổi máy bay để ra Hà Nội. Đội tuyển túc cầu Việt Nam sẽ đấu trận lượt về tại sân Mỹ Đình, Hà Nội với đội tuyển túc cầu Mã Lai vào thứ Năm ngày 11 tháng 12 tới đây. Theo đài BBC Việt ngữ, thì cảnh sát Mã Lai đã bắt 5 cổ động viên người Mã Lai quá khích. BBC dẫn nguồn từ tạp chí Malaysian Digest cho hay, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Mã Lai đã ngỏ lời xin lỗi đến các cổ động viên Việt Nam vì vụ hành hung kể trên. Cũng vì sự kiện này, thì ngày 8 tháng 12, website của Liên đoàn Túc cầu Mã Lai và kể cả của Việt Nam đều bị đánh sập.